Nín thở clip đang ăn vui vẻ thì nguyên bàn tiệc đổ sụp đi vào lòng đất. Sáng nay ngày 15 tháng 9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống tai nạn bất ngờ ngay trong bữa tiệc sinh nhật mừng 1 tuổi của một bé trai. Theo camera giám sát của gia đình ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc là vào khoảng 12 giờ trưa trong những ngày đầu tháng 9. Lúc này đại gia đình gồm rất đông thành viên đang ngồi ăn tiệc mừng đầy năm. Khung cảnh đoạn clip ghi lại là hai mâm cỗ mặn với nhiều món ngon bày trên bàn. Mỗi mâm có khoảng 10 người đang ngồi vừa say sưa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Chuyện sẽ chẳng sao nếu như không có một tình huống hiểu bất ngờ xảy ra. Cụ thể ngay khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì bỗng nền nhà đột nhiên sập xuống khiến 10 người trong mâm cỗ cũng bị sụp lún theo. Rất may là mọi người chỉ bị hoảng loạn đôi chút vì sự cố bất ngờ chứ không có ai bị thương. Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã lập tức thu hút sự chú ý từ dân mạng. Nhiều người cũng bày tỏ ra bất ngờ trước cảnh tượng lần đầu mới thấy này. Bên cạnh đó có ý kiến chỉ trích bên thi công nhà cửa làm ăn ẩu tả, may mà không ai bị thương trong tình huống trên. Nhưng đây cũng là nguy hiểm tiềm ẩn cần phải truy cứu trách nhiệm bên xây dựng. Một số bình luận rơm rã từ cư dân mạng. May mắn bàn tiệc vẫn còn nguyên các món ăn, bưng nguyên cái mặt bàn ra chỗ khác tiếp, đúng là ông bà đồ bàn tiệc này mà. Nhà mà mới bàn giao chưa được một năm thì lôi đầu ông thầu lại, đòi bồi thường liền, nín thở xem clip. May không phải hú tử thần, không thì nguy hiểm lắm, chắc mấy dì mấy thím cũng hú hồn bạc vía đi về luôn quá. Còn bạn thấy sao về pha sập nền hú hồn hú vía này? Bình luận rơm rạ cho chúng tôi biết đi nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức thú vị có 102 trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.